tài sản của du khách. Sáng ngày 6 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Cường, sinh năm 1997, không có nơi cư trú nhất định, 1 năm tù về tội cướp giật tài sản. Theo cáo trạng, chiều 29 tháng 1, 2024, Cường đi bộ đến khu vực bãi biển Hòn Chồng thuộc phường Bình Phước, thành phố Nha Trang để tìm người sơ hở thì chiếm đoạt tài sản. Thấy 3 phụ nữ nước ngoài đang ngồi nói chuyện, một người để túi sách cách người khoảng 4 mét. Cường bèn đi bộ đến gần rồi giật túi sách và bỏ chạy. Chủ tài sản lập tức truy hô, 2 nhân viên ở gần đó hỗ trợ truy đuổi, bắt giữ Cường giao cho công an. Tổng giá trị tài sản Cường cướp giật là hơn 6 triệu đồng. Trà Vinh, công an huyện Cầu Ngang nhanh chóng điều tra làm rõ nhiều vụ cướp giật tài sản. Thời gian gần đây trên địa bàn huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản với thủ đoạn tinh vi, manh động. Quyết tâm không để đối tượng lộng hành, công an huyện Cầu Ngang khẩn trương huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác và nhanh chóng bắt giữ thủ phạm sau 1 tuần ra quân. Theo kết quả điều tra, chiều ngày 15 tháng 8 2024, nhận được tin báo của người dân trên quốc lộ 53, đoàn thuộc ấp Sơn Lang, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang có 2 đối tượng đi trên xe mô tô giật túi xách của người đi đường rồi tẩu thoát. Tiếp nhận thông tin, công an huyện Cầu Ngang nhanh chóng triển khai lực lượng để truy bắt thủ phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 2 giờ triển khai tại ấp Cà Tôm B, xã Vinh Kim, công an huyện đã phát hiện bắt giữ 2 đối tượng là Trương Công Tránh, sinh năm 1998, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, và Nguyễn Thanh Trinh, sinh năm 1994, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, cùng tăng vật vụ án. Quá trình đấu tranh, 2 đối tượng còn khai nhận đã thực hiện 6 vụ cướp giật khác trên địa bàn huyện Cầu Ngang. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cầu Ngang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tránh và Trinh. Mới đây ngày 20 tháng 8 2024, trong lúc đi bộ thuộc xã ấp Cà Tôm Bề, xã Vinh Kim, bà Y cư trú địa phương, bị 1 nam thanh niên giả vờ hỏi thăm người nhà quen, rồi xô ngã, khống chế và cướp sợi dây chuyền vàng 18K trọng lượng 2,4 chỉ. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an huyện đã triển khai lực lượng truy bắt đối tượng là Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1989,